Tracy Phương Trinh, tôi thân với chị Phương Loan hơn từ lúc anh chia tay mất. Biết nhau từ thời trẻ, từng thường xuyên diễn chung trên một sân khấu. Nhưng Tracy Phương Trinh và Phương Loan, bà xã của nghệ sĩ chia tay, mấy năm gần đây mới trở thành chị em tri kỷ. Hôm 23 tháng 8, Tracy Phương Trinh đăng tải loạt ảnh bữa tối chúc mừng sinh nhật Phương Loan, qua đây kể về tình bạn của họ. Vợ cũ Bằng Kiều nói, cô biết vợ chồng nghệ sĩ chia tay Phương Loan từ lúc 19 tuổi mới vào nghề. Hồi đó, họ diễn tại cùng một vũ trường ở Mỹ. Tuy nhiên, hai nữ ca sĩ nói với nhau chưa đến năm câu. Tracy cho biết cô hay chuyện trò với các thành viên nam trong ban nhạc của chị Tài hơn vì họ vui tính. Cô giải thích thêm, lần đầu bước vào showbiz của cộng đồng người Việt, tôi chưa rành tiếng Việt như bây giờ. Mọi thứ còn lạ lắm. Có lẽ do tuổi tác có chút chênh lệch, tôi không biết nói gì với chị bé heo, Phương Loan. Chị lại là người có chồng, còn tôi là cô bé non nớt, không có nhiều điểm chung để trò chuyện. Sau này, khi nghệ sĩ Chí Tài về nước diễn hài, ca sĩ Phương Loan không còn đi hát và ít xuất hiện ở các buổi họp mặt của nghệ sĩ hải ngoại. Do đó, Tracy Phương Trinh không có dịp hội ngộ đàn chị. Tới khi nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời ở Việt Nam năm 2020, Tracy tìm đến Phương Loan để an ủi nỗi đau mất mát. Từ đó, tình cảm của hai người trở nên gắn bó hơn. Không gặp nhau thì thôi, hai chị em hễ gặp nhau là nói chuyện không dứt. Ngoài đời, tôi khá lười nói chuyện và cũng không có nhu cầu cần tâm sự với ai. Phải cùng tần số, người đối diện mới rà ra được cái máy radio của tôi, Tracy bày tỏ. Mừng bé heo Phương Loan đón tuổi mới, Tracy Phương Trinh cho hay không dễ dàng để rủ bạn thân ra ngoài dùng bữa. Ở tuổi 55, bà xã nghệ sĩ chia tay thích ở nhà, ngại đến chỗ đông người. Hẹn được Phương Loan sau nhiều lần thuyết phục, Tracy vui vì đàn chị thích nhà hàng cô lựa chọn. Hai nghệ sĩ tâm sự đến khi nhà hàng đóng cửa, bàn luận đủ chủ đề, phim ảnh, âm nhạc, xã hội và cuộc sống riêng. Bữa đó có một câu nói của Phương Loan làm cho Tracy Phương Trinh suy nghĩ mãi. Ở Việt Nam có nhà dưỡng lão dành cho nghệ sĩ, ở hải ngoại này không có. Mai mốt mình già sống với ai hả em? Tracy cảm nhận được nỗi lo cô quạnh tuổi già của Phương Loan, thương người chị không có con cái. Cô thấy đồng cảm, bởi dù có ba con trai, cô không muốn làm phiền các con sau này. Tracy bắt đầu cân nhắc về việc đầu tư một viện dưỡng lão dành cho giới nghệ sĩ Việt định cư ở Mỹ.